Hôm nay mình nấu một món canh siêu đắng. Món này thì mình không thể ăn được, bởi vì canh mướp đắng bình thường mình đã không ăn được rồi, mà cái này còn đắng hơn cả canh mướp đắng nha. Đây là nấm tràm, một đặc sản của miền Trung quê mình. Thường thì nó sẽ có ở vùng Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, và chỉ có theo mùa thôi nha, mà mùa thì rất là ngắn luôn. Quê mình thì ở Quảng Bình và từ nhỏ đã thấy mọi người xung quanh rất là thích ăn nấm này. Đến cái thời điểm mà nhà nào cũng có tủ lạnh ý, thì mình thấy nhiều người còn tranh thủ mua nấm tràm để còn mua về sơ chế và trữ đông. Vừa rồi mình vào nhà chị gái mình ở Huế để chơi một đợt, may mắn là rơi vào mùa nấm tràm luôn. Thế là chị mình mua để mang ra cho em rể đấy chứ còn mình đâu có ăn được. Vì mình không ăn nên là mình cũng chưa nấu bao giờ, đây là lần đầu này. Và mình cũng sẽ nấu canh xương với rau muống giống như chị mình luôn. Xương sẽ luộc qua một lần, sau đấy rửa sạch và mang đi hầm. Trong lúc mà chờ xương mềm thì mình sẽ đi sơ chế rau củ để tí nữa ăn kho quẹt. Mình cũng mang kho quẹt từ Huế ra luôn. Mọi người cũng thấy là cái nấm tràm này nó bám rất là nhiều đất nên là mình phải ngâm nước muối và rửa nhiều lần cho nó sạch đất đi. Vừa xuống sân bay về đến nhà không thay đồ gì hết là mình lao vào bếp để mà sơ chế luôn. Ở Huế đợt này người ta đang bán nấm tràm với giá là 50.000 một cân chưa gọt, 60.000 một cân đã gọt và 80.000 một cân đã sơ chế đóng túi để tiện cất vào ngăn đá tủ lạnh. Mình xào nấm qua một chút sau đấy cho vào nồi, cuối cùng thì mới cho rau muống vào. Đặc trưng của nấm tràm là cái vị đắng, và khi ăn nấm tươi thế này thì cái vị đắng nó sẽ rõ ràng hơn là nấm đã trữ đông. Đấy là mình nghe người ta bảo thế thôi chứ mình có dám ăn đâu mà biết. Hồi nhỏ ba mẹ cho ăn thử thì lần nào cũng nhè ra hết nên là sợ luôn rồi. Mâm cơm hôm nay còn có chè ăn kèm với lá ổi là một đặc sản của Huế. Chè được làm từ thịt đầu heo luộc chín trộn với các loại gia vị. Kho quẹt của Huế thì cũng rất là ngon, thơm và hơi cay. Cuối cùng thì mình có một quả thanh trà Huế nữa, tương tự như bưởi nhưng mà nó nhỏ hơn và ngọt thanh.